Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết, chương trình kích cầu du lịch lần 1 đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi lượng khách nội địa đi du lịch trong tháng 5, 6 và 7 đã có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 7 đã làm cho ngành du lịch phải chịu nhiều hậu quả. Đến nay đã qua hơn 20 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, hoạt động du lịch đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Do đó, đây là thời điểm phù hợp để kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân. Tại sự kiện, các bên đã cùng chia sẻ, giới thiệu thông tin, thảo luận về các nguyên tắc, yêu cầu chung đối với an toàn phòng chống dịch bệnh, liên kết thực hiện giải pháp an toàn cho điểm đến, yêu cầu về an toàn đối với các sản phẩm, dịch vụ của ngành du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương và doanh nghiệp đã giới thiệu về các chương trình khuyến mại, các sản phẩm mới hấp dẫn, các gói combo du lịch và tạo liên kết vùng nhằm kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm. Tập trung vào hai yếu tố du lịch an toàn và hấp dẫn, sự kiện do Tổng cục Du lịch tổ chức sẽ là cơ hội để các địa phương, các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận nhằm tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh làn sóng COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt.